World Cosplay Summit 2019 from Vietnam, Akai and Cindy. Hello. Xin chào. Chúng mình là team Việt Nam. Mình là Akai. Mình là Cindy. Chúng mình tới đây với tinh thần đoàn kết là sức mạnh. Để hiện sức mạnh, chúng mình hãy cùng hợp thế. Ê, khoan đã. Hợp thể rồi tới đâu diễn? Playing Bertia and Cecil from Observation Record of a Self-Proclaimed Villainess's Fiancé. Và từ đó, công chúa và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Ủa, nhưng mà tôi là phản diện mà. Anh và tôi thật ra gặp nhau và quen nhau cũng đã được mấy năm, mà chẳng có chi hơn lời hỏi thăm rằng giờ này đã ăn sáng chưa, ở bên đây nắng hay mưa. Anh và tôi thật ra mãi mê nhìn lén nhau, ai nói nên câu rằng người tôi đang nhớ anh và mình có nhớ tôi không. Tôi từ lâu đã thích anh rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Anh nhà ở đâu thế, cứ mơ luôn trong tim tôi chẳng nhớ được về à, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay từng từ về anh đấy. Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi hay. Nên anh và tôi vẫn thế, ấp úng mấy câu thương nhau nhưng không nói gì. Nên anh và tôi vẫn thế, vẫn chẳng thể đi bên nhau cùng chung lối về. Thật buồn ghê. ベトナム、ドレスがまだ光ってる。すごい。